Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Rim phục dựng cực kỳ tinh tế với cốt combo gần 70 triệu đồng để cuốn hút người xem. Cái chiếc rim đậu dưới đây, đây là con xe cưng có một cái bạn tên là Lê. Một người chơi xe biết dọn lại và anh ta đã dọn mới từ trong ra ngoài, phong cách trẻ trung hiện đại. Từng chi tiết nhỏ được người chủ tinh chỉnh và chăm chút rất tỉ mỉ để cho những món đồ chơi nó đẹp hơn. Hầu hết chúng đều có xứ đến thương hiệu danh tiếng và nó bậc nhất đó chính là cái phuộc sao. Mức giá đó lên gần là 70 triệu. Lựa chọn cho mình cái tông màu đỏ tươi làm chủ đạo. Người chủ đã tinh tế bổ sung cho cái dịch ốc kiểu làm điểm nhấn vật liệu inox để tăng thêm sức hút tổng thể cho chiếc rim hôm nay. Ngoài cái độc bắt mắt do được chế tác từ công nghệ CNC sắc nét, dàn ốc inox trên con xe có một cái ưu điểm vượt trội so với ốc nguyên bản là không bị rỉ sét hay là xuống màu trong thời gian sử dụng. Cái chiếc rim hôm nay ngay cái dàn tay lái là một vị trí khá đặc biệt. Người chủ cố tình nhấn nhá hai cái miếng oxygen bọc sợi carbon quanh vùng khiến cho nó trông là hấp dẫn hơn rất nhiều với cái tông màu nhựa nhám đen tuyền trước đây. Khi xác định dọn cái chiếc rim của mình thành một cái chiếc rim độ trẻ trung hiện đại thì người chủ đã trang bị được một Uma Racing, chắc chắn là món đồ chơi mà chúng ta không thể bỏ qua. Với sự cấp mặt của nó đem lại cho cái dàn tay lái một diện mạo thể thao tối tân hơn với lối hiển thị đèn LCD. Chưa hết, nó còn có thể tránh được một cách dễ dàng ngay cái phần bờ cổ của chiếc Super Rim và Rim 2 một cách dễ dàng, không cần phải chế cháo gì hết. Nhìn nó rất là chỉnh chu, không khác gì một cái mẫu đồng hồ sim. Không giống như những anh chơi rim độ khác, ưa chuộng phong cách trắng chịu lực để khoe được cái đẹp của nó. Với cây chịu lực bằng việc loại bỏ phần im bẩn thì người chủ quyết định chơi chậu hơn khi bỏ ra tầm tiền khoảng 16 triệu để sổ cho mình một cây chịu lực trung tâm Hollin TDX. Chịu lực trung tâm Hollin TDX về tay người chủ khi người chủ phải chi ra một khoản tiền nhỏ nhỏ nữa để tiến hành lắp đặt mà thêm con xe, tạo ra một phong cách lề nửa kính nửa hở nó vô cùng cuốn hút. Một cái đặc điểm lề nửa kính nửa hở nằm ngay cái phần bờ cổ chờ lực là khoe được một cách rất khéo léo những chi tiết cắt gọn chèn áo rất nhiều điện, nhưng phần yếm bẩn ở phía dưới thì người chủ đã cố tình loại bỏ để chúng ta thấy được cái bộ phát nhôm CNC sắc sảo được gia công rất là chính xác. Tay thắng đến từ của Takawa, cái món đồ chơi hiện nay đến thị trường Nhật Bản hút được anh em chơi xe trong nước bởi cái sự ma mị của nó. Món đồ chơi trang bị chuyên dành cho những cái dòng xe ở dòng thắng đùm phía trước như cái chiếc rim lắp được một cách khá dễ dàng. Vị trí nhỏ như phần nắp bình xăng cũng được người chủ tinh tế tô điểm bằng nắp xăng của Daytona hàng hiệu. Với cái tông màu tông dịch tông với gam màu tổng thể dàn áo giúp em ấy có một vị trí bình xăng không lớn nhưng không bị chống chảy hơn so với những cái bộ phận phủ đầy món đồ chơi khác. Vị trí yên ngồi với sự hiện diện da yên màu trắng khá độc đáo. Tông màu da yên đòi hỏi người chủ phải cực kỳ cẩn thận trong quá trình sử dụng cái chiếc rim hôm nay vì em ấy dễ bị bám bẩn. Cũng như nhiều chi tiết ốc của chiếc rim độ, cái cục canh và cốt bánh dàn chân trước và sau đều được làm bằng liệp inox, đem tính nét đẹp bóng bẩy và liền lạc cho tổng thể con xe. Ngoài việc trang bị một cái bộ càng thắng Takawa để tăng thêm cái sứ hạ mỹ cho dàn chân chiếc rim thì người chủ không khỏi bất ngờ khi gia công thêm một cái cặp má đùm CNC nữa, tạo thành một bức tranh tổng thể hoàn mỹ, dung hòa, được nét đẹp với nhiều món đồ chơi khác nhau. S-Rim là cái dòng liền được nhiều bạn lựa chọn để lắp đặt trên chiếc rim độ. Đòi hỏi sự cao cấp, giá thành cũng cao, cái động từ 8 đến 9 triệu. Thời điểm hiện tại, được xem món đồ chơi cao cấp dành cho những anh em thích đi rim quay độ. Với cái cặp phục giá trị khoảng 70 triệu đồng, mình tin chắc đây là một cái mẫu phục mà nhiều các bạn cảm thấy thích thú. Đây là dòng phục là Nitin R3 Black Steel với hầu hết các chi tiết được phủ vật liệu là DLC cao cấp, giúp em ấy có những cái đặc tính như chống mài mòn tì, lò xo khi nhúng nhảy, chống bám bẩn, độ ma sát cực kỳ thấp vân. Khi mới có mặt ở Việt Nam, cái cặp phục Nitin R3 Black Steel có mức giá khoảng đâu đó 55 triệu. Tuy nhiên mức giá hiện tại đã lên là 70 triệu do là quá nhiều anh em chơi xe săn tiền. Về cái mặt động cơ được người chủ chiều chuộng hơn bằng những món đồ chơi trang trí như kèn của Nico, cái nắp đầu bò CNC, một cái chụp buji đến từ Bosch. Trong đó đặc biệt nhất đó là chi tiết ống hơi S kịch độc xuất hiện ở Việt Nam số lượng đếm trên đầu ngón tay. Còn nhiều món đồ chơi khác nữa như là bơm nhất rời, combo titan, mô bên sườn, độ chính hãng và những cái món phụ tùng hiệu suất cao bổ trợ cho cái bài là full 110 của con xe phát huy hết được cái hiệu suất tối đa nhất.
Và cuối cùng mảnh ghép tạo nên cái chiếc rim hoàn hảo nhất, không khác gì một cái cặp biển số lộc phát siêu đỉnh. Cái lộc biển số được dịp anh em săn tiệm đem đến nhiều tài lộc cho người chủ và giúp người chủ phát huy hết được mọi mặt trong cái cuộc sống này. Anh em thấy cái chiếc rim hôm nay thế nào? Waro lột xác thành cái chiếc clip với nhiều đồ chơi được nhiều người ao ước. Chào lưu nâng cấp Waro để lấy con xe giống như là một người bạn hàng xóm cái chiếc clip hiện đang chơi sốt trong giới trẻ. Hôm nay mình sẽ cho các bạn một bản độ được nâng cấp từ gam màu sơn đến hình hài trong cực kỳ đẹp mắt. Điểm nhấn chính vẫn là những trang bị xịn sò. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Cái phần tay lái của chiếc xe, một điểm nhấn không thể chú ý bởi cái cụm thắng của Rainbow King Hand cho được thắng và cảm giác bóp rất là êm dịu. Trong nó gọn gàng hơn, người chủ còn bỏ đi phần bình dầu, gắn một cái đợt ống sàn Mỹ để chứa dầu. Đồng bộ với cụm thắng, người chủ trang bị một cái bộ cụm con quản lý đầm sau một cách dễ dàng cùng với đường hiệu. Tạo ra cái sự cứng cáp cho dàn chân bởi cái mỏng Trispo 8 chày, mẫu màu đen, cực kỳ liền lạc với tổng thể con xe. Tối ưu được thắng, người chủ còn lựa chọn heo của Fandobidis đi cùng đĩa của Gaffer. Điểm suýt cho cái dàn chân trước thêm chút nổi bật với những cái ốc 8 Titan. Gam màu này nó cực kỳ xuyệt tâm với cái nhát dầu. Để cái chiếc xe có thân hình hiện đại hơn, trang bị một cái bộ lốc trong suốt để bắt kịp xu hướng hiện nay. Để có những cái đường im ấy thì người chủ nâng cấp hệ thống cái giảm sốc Holin, cái bình dầu rời. Cái phục này khiến chiếc xe nó im ấy khi qua những cái đoạn đường đầy ổ gà. Tiếp đến ta nhận ra lấp ló cái cụm đề Domino. Cái cụm đề này nó nhỏ gọn và còn rất nhiều tính năng. Ngoài cái nút đề màu đỏ thì nó còn câu thêm tính năng EDSUB. Người chủ chiếc xe thêm chút tinh tế khi trang bị cái miếng che cái nước CNC màu đen. Nó làm nó bật cho cái dàn ốc Titan sặc sỡ. Hơn nữa, người chủ còn cho con xe của mình một cái cổ bộ Titan. Cái cổ bộ này chạy lâu ngày lên màu cũng khá đẹp. Điểm nhấn chính mình muốn ngược người chủ, cái phần che bộ được ốp carbon rất là sang chảnh. Cái sự phối hợp màu sắc con xe nó cực kỳ đẹp, hài hòa. Khi nhìn vào chiếc xe khiến trái tim chúng tôi bị rung rinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, subscribe.